Chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học kính chào bà con nông dân và các bạn. Thưa bà con và các bạn, để có thể tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật canh tác cho bà con, chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học kỳ thứ 35 hôm nay với chủ đề Sức Mạnh Sinh Học Quản Lý Bệnh Cháy Bìa Lá Trong Mùa Mưa, các nhà khoa học sẽ đề cập cùng bà con về biện pháp để quản lý có hiệu quả bệnh hại giúp cho cây lúa phát triển tốt. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành thực hiện. Trước hết xin trân trọng giới thiệu các nhà khoa học tham gia chương trình. Đang có mặt tại trường quay Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Tiến sĩ Trần Quang Giao, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Kiên Giang. Và Thạc sĩ Lê Công Bằng, Phòng Kỹ thuật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành. Thưa bà con và các bạn, bên cạnh 3 phần quà dành tặng cho 3 câu hỏi hay qua điện thoại, thì chương trình còn có 3 phần quà dành tặng cho 3 câu hỏi hay kèm theo hình ảnh tình huống gửi về cho chương trình. Do đó mà bà con có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho cán bộ kỹ thuật của Công ty Tân Thành tại địa phương hoặc là qua địa chỉ bưu điện Tổ tư vấn Sức mạnh Sinh học Công ty Tân Thành số 3165 thị trấn Thành An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ hoặc là địa chỉ email sucmanhsinhoc@tanthanh.co.vn. Bên cạnh đó, Công ty Tân Thành còn có giải thưởng ảnh tình huống với 3 tiêu chí lựa chọn như sau. Thứ nhất là bà con có nhiều ảnh câu hỏi được chọn công bố trong các chủ đề trực tiếp nhất. Thứ hai là tổng số lượng ảnh tham gia trên tổng số kỳ trong năm nhiều nhất. Và thứ ba đó là chất lượng ảnh tốt. Công ty Tân Thành sẽ có 3 giải thưởng là 3 chiếc điện thoại di động, chụp ảnh và truy cập Internet tốt được trao cho bà con vào chương trình cuối cùng của năm 2014. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời các nhà khoa học và con nông dân cùng theo dõi buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ Nông dân Tân Thành để có thể hiểu rõ hơn những vấn đề mà bà con nông dân quan tâm về các loại bệnh hại. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết từ nay đến cuối tháng 8 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tình hình thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các loại bệnh hại phát sinh phát triển. Đặc biệt, bệnh cháy bìa lá đã xuất hiện và gây hại trên nhiều cánh đồng của bà con nông dân. Làm thế nào để quản lý tốt bệnh cháy bìa lá, đảm bảo năng suất và hiệu quả kinh tế khi thu hoạch? Đó là vấn đề rất nhiều bà con nông dân quan tâm tại buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ Nông dân Tân Thành. Thưa bà con, để chăm sóc cây lúa phát triển tốt trong điều kiện mưa gió thường xuyên như hiện nay, thì bà con có những vấn đề gì cần quan tâm, xin hãy nêu lên để chúng ta cùng làm rõ. Bây giờ hiện nay là tôi đang là xạ lúa giống là 4218, nó khoảng 70 ngày. Giờ dù do thời tiết mưa gió, lúa nó có cháy lá. Vì bây giờ cho tôi hỏi là nếu mà mình cỡ khoảng là lúa cỡ khoảng là 1 mét vuông, nó cháy lá cỡ khoảng 1 mét vuông. Mà giờ cho tôi hỏi là tôi xịt thuốc để ngừa chỗ chặn chỗ đó hay là hoặc là tôi xịt luôn cả ruộng cho tôi biết. Bệnh cháy bìa lá ở vụ thu đông có nhiều hay không, mình nên phun ngừa hay là phun trị? Để phòng bệnh cháy bìa lá đó, mà tôi có xài thuốc của TT Ba Xu của Tân Thành mấy vụ vừa rồi thấy rất tốt đó, vậy tôi xin hỏi vụ thu đông này mưa gió rất nhiều, vậy chứ thuốc TT Ba Xu Tân Thành có bị giảm hiệu lực hay không? Thì của công ty có ra lộ thuốc nào mới để cho bà con luân phiên và để dịch bệnh không bị kháng thuốc? Xin cảm ơn bà con. Những vấn đề của bà con nhân dịp chương trình Sức mạnh Sinh học với sự tham gia của các nhà khoa học sẽ giúp bà con giải đáp cụ thể và chi tiết hơn, giúp bà con có thêm nhiều kinh nghiệm chăm sóc lúa khỏe và quản lý hiệu quả các loại bệnh hại, đặc biệt là bệnh cháy bìa lá đang là một đối tượng rất là nguy hiểm trong vụ thu đông năm nay. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng, mời Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể tư vấn cho anh Lê Minh Trí về vấn đề mà chăm sóc lúa phát triển tốt ạ. Anh Lê Minh Trí thân mến, qua tâm sự của anh thì tôi thấy là anh có đi thăm đồng thường xuyên và phát hiện là cái ruộng anh bị cháy lá. Và rất là may mắn là mới có vài chỗ thôi, ở cái diện tích nhỏ khoảng 1 mét vuông. Thì thưa với anh là với bà con là đối với bệnh là phải đi thăm đồng thường xuyên, phát hiện thật sớm. Và khi mới vừa chớm phát hiện xong thì anh lập tức phải phun liền, phun thuốc đặc trị, vừa trị những cái chỗ bị bệnh nhưng mà ngừa toàn bộ cái ruộng luôn. Và cái phương châm đó là được bà con chúng ta tuân thủ và giải quyết được cái bệnh thì nó mới là tốt. Đó,
Vậy tôi khuyên anh nên phun các loại thuốc đặc trị và phải phun ngay để ngăn chặn cái bệnh không có phát triển. Xin cảm ơn những thông tin vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng. Thưa Tiến sĩ Trần Quang Giàu, thì Tiến sĩ có thể cho biết là tình hình dịch bệnh ở trên cây lúa đến thời điểm hiện nay như thế nào, và đặc biệt đó là bệnh cháy bì lá. Đây là vấn đề mà nhiều bà con nông dân quan tâm, mà cũng như là đối với anh Nguyễn Văn Hồng, thì mời Tiến sĩ có thể tư vấn thêm cho anh có thể là phun phòng bệnh được hay không ạ? Kính thưa anh Hồng cùng con nông dân, thì hiện nay cái tình hình dịch hại trên lúa hè thu và kể cả lúa thu đông, tức là cái lúa đang hiện diện trên đồng ruộng hiện nay, thì cái diện tích nhiễm các loại sâu hại, sâu bệnh hại khoảng là trên 6.000 hecta, thì trong đó chủ yếu là cây lem đắp hạt, rồi cây đạo ôn, gồm đạo ôn cổ bông, đạo ôn lá, rồi cây sâu cuốn lá. Riêng cây bệnh cháy bì lá với diện tích nhiễm hiện nay khoảng là trên 1.000 hecta. Thì anh hỏi là cái bệnh cháy bì lá chúng ta có thể là phun ngừa hay không? Thì nói chung là các cái bệnh mà do vi khuẩn nó gây hại trên cây trồng đó, thì khi mà bệnh nó phát triển thì chúng ta cái việc mà phòng trị, việc trị chúng ta trị rất là kém hiệu quả. Cho vì cái việc mà chúng ta, nếu mà chúng ta phun mà phòng trước thì cái hiệu quả nó sẽ cao nhất, hoặc là chúng ta phun thuốc khi bệnh vừa chớm thì nó mới đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải là dự báo cái dịch hại đó có khả năng nó phát triển hay không thì chúng ta mới phun phòng. Nếu mà trường hợp cái điều kiện nó không phát triển mà chúng ta phun phòng như vậy thì chúng ta sẽ tốn kém chi phí một cách không cần thiết. Ví dụ như cái điều kiện hiện nay là cái điều kiện, ví dụ chúng ta trồng cái giống nhiễm bệnh cháy bì lá và đồng thời trong cái điều kiện mà mưa bão nhiều thì là cái điều kiện này, cái bệnh nó dễ phát triển, thì chúng ta sau những cái đợt mưa bão gì, nếu là cái giống nhiễm thì chúng ta nên phun thuốc phòng để chúng ta thì sẽ hiệu quả với cái bệnh này hơn. Đó là một số ý trao đổi cùng anh với bà con dân. Cảm ơn Tiến sĩ Trần Quang Giàu với những thông tin vừa rồi. Thưa Thạc sĩ Lê Công Bằng, qua cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ của nông dân Tân Thành thì anh Lê Việt Quốc cũng thắc mắc về cái sản phẩm TT Ba Su, thì trong mùa mưa bão này thì như thế nào, sử dụng ra sao để cho đạt hiệu quả tốt nhất? Xin thưa anh Quốc và quý khán giả làm đài, thì hiện nay chúng tôi ghi nhận được thì sản phẩm TT Ba Su của công ty thành chúng tôi thì chưa có dấu hiệu kháng, nghĩa là sau khi phun 2 ngày thì vết bệnh đứng và 3 ngày là khô hoàn toàn. Và cũng giống như anh Quốc cũng như bà con khác hiện nay đang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì thường thì sợ cái tính kháng của thuốc, là dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ phun xịt nhiều, là phun xịt không hiệu quả và tốn kém, tăng chi phí của bà con lên. Chính vì vậy mà vừa qua thì bắt đầu từ hè thu năm nay thì công ty chúng tôi đã giao cái sản phẩm mới, đó là Biomycin. Sản phẩm này giúp cho để cho bà con lưng khuyên thay đổi với TT Ba Su để tránh tình trạng kháng thuốc và giúp cho bà con quản lý được trái bì lá tốt hơn. Và cũng xin khẳng định lại với anh Quốc là chúng tôi hiện nay cái TT Ba Su thì chúng tôi ghi nhận là chưa có tính kháng đối với cái bệnh vi khuẩn. Xin chào. Dạ, cảm ơn những thông tin vừa rồi của Thạc sĩ Lê Công Bằng. Một vụ mùa mới lại đến, mang nhiều hy vọng một vụ mùa bội thu luôn là điều mới hung và nông chinh phục năng suất. Thưa bà con và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi có kèm theo hình ảnh tình huống gửi về của bà con. Và sau đây là câu hỏi kèm theo hình ảnh của anh Trần Văn Ninh ở Đất Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Anh cho biết là anh sử dụng giống ML48 giai đoạn làm đồng. Trước đó thì lúa phát triển bình thường, tuy nhiên gần đây đã xuất hiện triệu chứng đỏ đầu lá, nhất là ở lá trên cùng, có vết bầm ở giữa lá, bị mất màu xanh. Và anh đang lo lắng là không biết nó có lây ra hết lá hay không và có ảnh hưởng đến năng suất hay không. Và anh xin hỏi các nhà khoa học đây là bệnh gì và cách phòng trị như thế nào. Câu hỏi của anh Ninh, mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng có thể tư vấn giúp cho anh. Anh Ninh thân mến, cái vùng đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu của anh là cái vùng đất xám, hoặc là có thể là đất đỏ, nhưng mà lúa thì thông thường nó nằm ở địa hình hơi thấp. Thành ra chúng tôi cũng hy vọng rằng nó nằm trên đất xám, và như vậy thì nó hay xảy ra cái xì phèn cục bộ. Do đó là nếu kết hợp anh nhổ rễ lên mà thấy cái rễ nó bị tác hại bởi phèn, ví dụ rễ nó bị đỏ hay nó bị đen hay nó bị vàng, thì như vậy là cái triệu chứng mà vết bầm trên lá này đó, đỏ đầu lá cộng với cái rễ bị hư thì là do tác nhân do phèn đó. Trong trường hợp mà nếu bị phèn thì anh có thể là xả nước ra, anh đưa nước mới vô và anh bón lân ở dưới gốc với cái liều lượng khoảng 20 cho tới 30 kg
cho 1.000 m². Các dạng lân thông thường thì súp bê lân Long Thành hay là lân Văn Điển, lân Ninh Bình cũng được. Và trên lá thì anh sẽ xử lý các loại phân bón lá để dưỡng cho cái cây lúc này rễ nó bị hư rồi. Anh chờ đợi trong vòng 3 tới 5 ngày, khi mà nhổ lên cái rễ trắng nó mọc ra thì cái việc cứu lúa thành công, sau đó anh chăm bón bình thường. Thì đó là trường hợp mà lúa bị ngộ độc phèn thì anh xử lý như thế. Tuy nhiên mà xem trên hình toàn cảnh thì tôi thấy có những cái chỗ lá nó bị do tròn lại, tức là nó không có cái phiến lá, nó không còn thẳng nữa. Mà ngộ độc phèn thì thường thường là lá nó bị bầm và giống như hình trên đây thôi. Nhưng mà những chỗ khác lá nó bị ảnh hưởng rất là nặng của những cái bệnh khác, có thể là cái bệnh vi khuẩn. Do vậy thì chúng tôi có trao đổi với lại Thạc sĩ Bằng. Thạc sĩ Bằng có thể tư vấn thêm trong trường hợp thứ hai bị bệnh thì là bệnh gì và sẽ xử lý ra sao. Thạc sĩ Bằng có thể tư vấn cho anh Minh. Mời Thạc sĩ Bằng. Xin chào anh Minh. Thì vừa rồi thì Phó sư tiến sĩ Mạnh Phụng đã chẩn đoán cái hình cái bệnh trên hình ảnh mà cung cấp cho chúng tôi. Thì trong hình thì Phó sư đã cho chúng ta thấy được cái hai loại, thứ nhất là ngộ độc phèn, hai là có khả năng là do vi khuẩn. Trường hợp này thì nếu mà thuận tiện thì anh có thể kết hợp hai loại thuốc của công ty đồng hành chúng tôi, đó là cái TT Bao Su dùng để đặc trị vi khuẩn, và hai là cái Lacti. Như Phó sư đã vừa trình bày thì hiện tại cái nếu mà anh bị ngộ độc phèn, cái rễ đã già hoặc là hư thì anh có thể sử dụng Lacti làm cái kích thích cho ra rễ mới để giúp cho hấp thu được dinh dưỡng tốt hơn, ngoài ra giúp cho quá trình trao đổi chất vận chuyển trong cây lúa diễn ra được mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Chính vì vậy mà tôi khuyến cáo anh nên sử dụng hai loại thuốc, một là cái TT Bao Su kết hợp với Lacti để cho ruộng anh mau phục hồi và trị đứt bệnh. Xin chào anh Minh. Cảm ơn ý kiến trao đổi của các nhà khoa học. Tiếp theo trả lời câu hỏi cho anh Lê Văn Khánh ở ấp 6 Trường, xã Ngọc Thành, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Anh cho biết là vụ thu đông năm nay thì anh làm giống Zmin 85 dày công để làm giống cho vụ đông xuân, và hiện lúa của anh được 35 ngày sau xạ. Thấy lá lúa hơi bị khô chớp, anh hỏi là có phải ruộng của anh bị vi khuẩn tấn công sớm hay không, và xin cho biết biện pháp khắc phục. Câu hỏi của anh mời tiến sĩ Trần Quang Giàu có thể tư vấn giúp cho anh ạ. Kính thưa anh Khánh, cùng con nông dân, thì qua cái hình mà anh đưa lên thì chúng tôi thấy là cái triệu chứng của bệnh cháy bì lá cũng khá rõ. Là cái bệnh này chúng ta thấy đầu tiên nó là những cái dạch ở rìa lá hay ở chóp lá, sau đó nó kéo dọc theo rìa lá hoặc theo cây gân lá tạo thành những cái sọc mà cháy màu vàng đó. Thì cái ở trên cái hình đó thì chúng ta thấy là nó tạo thành những cái sọc cháy theo cái bì lá. Thì nếu mà cái bệnh nặng thì chúng ta thấy nhiều cây sọc đó nó làm cho cái lá nó cháy khô. Thì trên ruộng chúng ta có thể thấy là có thể từng chồm ở trên ruộng, hoặc là chúng ta thấy là có thể là nó tạo thành những cái sọc đều ở trên ruộng. Rồi thì bệnh, thì cái bệnh này thường cái vi khuẩn á, nó xâm nhập qua cái vết thương hoặc qua những cái khí khổng ở trên lá. Do vậy sau những cái đợt mà mưa bão kéo dài thì những cái lá lúa nó tạo thành, nó có những cái vết thương thì vi khuẩn sẽ xâm nhập vào. Vậy những cái đợt sau đợt mưa bão thì chúng ta thấy là cái bệnh này thường nó phát triển mạnh. Thì cái về việc khắc phục á, thì anh có thể, một là khi mà bị bệnh gì anh phải ngưng bón phân đạm, vì phân đạm nó sẽ làm cho bệnh nó phát triển nặng thêm. Anh có thể anh bón tăng cường thêm cái kali hoặc silic, và đồng thời anh dùng thuốc đặc trị cái vi khuẩn bệnh cháy bì lá để anh phun xịt sớm thì mới đạt hiệu quả. Còn thứ hai nữa, trong cái câu hỏi anh nói là anh dùng dài công để làm giống, ví dụ đông xuân tới, thì cái bệnh cháy bì lá này cái vi khuẩn nó có khả năng nó lưu tồn ở trên hạt có thể tới 7-8 tháng. Do vậy nếu cái ruộng của anh mà bị cái bệnh cháy bì lá này nặng thì tôi đề nghị anh không nên để giống cho vụ sau. Nếu để giống vụ sau thì cái nguồn bệnh nó vẫn còn ở trên hạt. Đó là số ý kiến trao đổi của anh. Cảm ơn những thông tin trao đổi của tiến sĩ Trần Quang Giàu. Trả lời câu hỏi cho anh Phan Nguyễn Hồng Thắm, cho chị Phan Nguyễn Hồng Thắm hỏi là hiện lúa đang ngậm sữa, trên ruộng xuất hiện theo từng chòm bệnh cháy bì lá, và định xịt thuốc vi khuẩn cộng với Lacasoto 4SB để trị bệnh và giúp cho lúa vô gạo nhanh có được hay không? Mời Thạc sĩ Bằng. Xin thưa anh Thắm, quý bà con xem đài, trường hợp anh hỏi là sản phẩm Lacasoto cộng thuốc bệnh được không? Khẳng định là được, nhưng mà để cho cái đảm bảo hiệu quả thì tất cả loại thuốc, thuốc nào cũng vậy, chúng ta nên có một cái phối trộn cho nó tốt, có một cách
khéo để chúng tôi nó tránh trường hợp là những thuốc có trộn nhau nó sẽ mất hiệu lực lẫn nhau, dẫn đến tình trạng là sẽ không hiệu quả hoặc ngay đầu thuốc. Tôi xin chia sẻ như thế này, sản phẩm Lacato thì trước tiên anh lấy một gói 10 gram, anh pha một cái dương dịch, một cái thô hoặc cái thau gì đó, anh múc nước và anh pha ra, rồi anh đổ vô bình. Bên cạnh đó một cái sản phẩm trừ khuẩn nào, ví dụ như bên công ty Tân Thành chúng tôi có cái TT Ba Su hoặc là Biomycin, thì anh cũng pha như thế, rồi anh đổ vô, thì lúc đó hai cái dung dịch ta đã pha loãng rồi đổ vô trung bình, thì lúc đó sẽ giúp cho cái thuốc nó sẽ hòa tan được tốt hơn, không có tình trạng là hai thuốc nó đụng với nhau và nó gây mất ảnh hưởng đến lúa. Tuy nhiên cái hình anh cung cấp chúng tôi thấy được cái bệnh trái bị lá trên cái lá của anh nó đã khô rồi, mà nếu như trường hợp này trong thời tiết hiện tại là không có mưa thì anh chỉ cần phun Lacato là đủ. Và trường hợp nếu như đã có mưa xuất hiện sau khi anh phun, thì anh chỉ cần lấy cái bình, mình phun theo những chòm đó, thuốc Ba Su hoặc là Biomycin, mình phun theo chòm đó và chỉ cần cái chòm đó là đủ. Tại nếu như mà cái bệnh này, cái bệnh trái bì lá này nó không nhiều, mà anh phun kết hợp với Lacato, phun cả một cánh đồng của anh, một cái ruộng của anh, thì lúc đó chi phí anh tăng rất cao. Anh chỉ cần là mình chỉ phun lại những cái đổ, những cái vùng bị bệnh trái bì lá thì đã đủ và cũng tiết kiệm chi phí cho anh. Cũng hy vọng rằng anh sẽ tìm một cách phương pháp mà tôi mới chia sẻ cho anh sẽ có phương pháp tốt nhất để giảm bớt chi phí cho anh. Xin chào anh Thắm. Dạ, cảm ơn những thông tin trao đổi của Thạc sĩ Bằng. Thưa bà con và các bạn, quản lý hiệu quả bệnh cháy bì lá sẽ giúp cho cây lúa khỏe, phát triển tốt là điều mà bà con nông dân ai cũng mong muốn. Và tiếp theo chương trình, mời các nhà khoa học bà con nông dân cùng theo dõi những kinh nghiệm quản lý bệnh cháy bì lá của bà con nông dân ở các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vụ thu đông năm nay do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên bệnh cháy bì lá đã xuất hiện và gây hại trên nhiều cánh đồng của bà con nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo kinh nghiệm sản xuất và được sự hỗ trợ kỹ thuật từ nhân viên công ty Tân Thành, ông Lê Diệt, cư ngụ ấp Đông Thắng A, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã chủ động sử dụng sản phẩm TT Ba Su trong việc quản lý bệnh cháy bì lá. Tôi sử dụng cái TT Ba Su ở vụ thu đông này thì cũng như cấp chỗ lắc đác, tôi xịt ngừa ăn cử và tới chỗ điều xịt thêm một cử nữa. Thì thu tới ngày nay thì lúa cũng chưa thấy cháy bìa lá gì đến đổi. Thì tôi thấy tôi sử dụng TT Ba Su thì vụ mấy vụ rồi với vụ này thì cũng có thể đạt hiệu quả hơn của mấy miếng ruộng gần bên. Chúng tôi đến thăm cánh đồng của gia đình ông Lê Diệt vào thời điểm lúa hơn 70 ngày tuổi. Nhìn ra lúa xanh tốt, trĩu nặng, ông Lê Diệt rất vui vì dự kiến năng suất thu hoạch khoảng 900 kg trên một công tầm lớn. Từ hiệu quả thực tế của ông Lê Diệt, nhiều bà con nông dân ở ấp Đông Thắng A, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm TT Ba Su để quản lý bệnh cháy bì lá. Tới mà chỗ lắc đác là tôi vẫn tăng cường thêm một đợt nữa là TT Ba Su, thấy là rất là đạt hiệu quả cao. Nó không cháy bì lá, không có xuất hiện nữa. Với tình hình thời tiết và dịch hại diễn biến phức tạp như hiện nay, bà con nông dân cần tiếp tục thăm đồng thường xuyên, chủ động áp dụng các biện pháp canh tác theo đúng quy trình kỹ thuật. Trong đó, những hiệu quả đã được khẳng định của sản phẩm TT Ba Su sẽ là giải pháp hữu ích cho bà con nông dân quản lý hiệu quả bệnh cháy bì lá, chăm sóc cây lúa phát triển tốt, hướng đến vụ mùa thành công. Thưa bà con và các bạn, qua phóng sự vừa rồi thì Hồng Ngọc cũng như là các nhà khoa học và bà con nông dân xem đài cảm thấy rất là vui với việc quản lý hiệu quả bệnh hại của bà con nông dân. Và chắc chắn rằng đây sẽ là tiền đề để cho cây lúa của bà con khỏe, phát triển tốt và hướng đến một mùa lúa thành công. Chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn môi trường. Chubica chúng ngừa bệnh hại, đem nếp hạt, đào ôm cổ bông, khô vàng, trái bìa lá lúa. Chubica chúng ngừa bệnh hại. Tân Thành, công nghệ nông chinh phục năng suất. Nhằm bảo vệ bà con nông dân không bị mua phải hàng giả mạo Lacato trên thị trường hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành xin đưa ra khuyến cáo sau. Tên chính xác của sản phẩm phải là Lacato 4SP, là thuốc tăng trưởng sinh học chứ không phải phân bón lá, là dạng bột đóng gói với hai quy cách 10g và 100g, không hề có dạng nước. Lacato phải có logo Tân Thành và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành là đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam.
Thưa bà con và các bạn, bây giờ chúng tôi sẽ dành thời gian để trả lời câu hỏi của bà con nông dân gọi về để giao lưu với chương trình. Câu hỏi đầu tiên